mời thí sinh Kim Trinh. Làm cho tất cả danh hài, luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài, để lòng ngạc nhiên không ngừng cười. Làm cho tất cả danh hài, cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Nguyên gia đình luôn đúng không? Dạ. Trời ơi, vợ chồng hai đứa con dễ thương quá. Con chào mấy chú đi. Con chào chú Trường Giang. Các con chào mấy chú Trấn Thành. Và chú nào nữa? Chào chú Trấn Thành, chào chú Ngô Kiến Huy. Rồi mẹ giới thiệu đi mẹ. Dạ cho em xin được giới thiệu, em tên là Bế Thị Kim Trinh. Năm nay em 34 tuổi. Và ngày hôm nay là đi với em có ông xã em. Anh giới thiệu đi anh. Em Ali, em chào anh Trường Giang, Trấn Thành và anh Huy ạ. Chào khán giả. Em xin lỗi nha, em chưa nghe rõ cái họ của chị lắm. Họ Bế. Mình tập với nhau chưa? Gia đình mình tập kỹ chưa? Dạ rồi. Nhà chắc mê hài lắm hả? Dạ. Nguyên gia đình kéo đi luôn. Anh đang làm gì anh? Dạ em cắt tóc tự do anh. Dạ còn chị? Dạ em kinh doanh tự do. Hai vợ chồng đều tự do. Vâng. Làm chủ, thích làm, thích nghỉ. Hai đứa con chắc chắn là đã đi học phải không? Dạ con giới thiệu đi, con tên gì? Con tên là Nguyễn Hoài Dung My. Rồi con tên gì? Con tên Hạnh Vy. Rồi tên thường gọi thôi, là tên gì? Em tên Nụ. Chú Thành với lại chú Giang có nhớ bé này không? Em là Tí Nụ nè, bây giờ em lớn là Tí Hoa nè. Cũng chưa nhớ lắm. Đi nhiều quá mà. Rồi, thi đi. Thi nào? Dạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ali đâu rồi? Ali đây. Đi đâu về từ sáng tới giờ? Con đây. Con đi chung với chị ba. Đi ra, con ba. Con đi chung với anh hai. Đi ra, còn thằng này. Đi đâu từ trưa tới giờ? Mày đi đâu? Con dành mấy đứa nhỏ đi thử thách anh hai mà. Cái mặt mày hai cái gì mà hai mà đi. Cơ hội đấy, mẹ mày đánh mạnh lên mẹ. Ông Tám dưới quê ông nói là mặt anh giống như là Chí Tài. Chí Tài, mày được nước mày lớn hả? Ở nhà hả? Mỗi lần tao đánh mày. Mày nhìn, mày thấy xúc dễ tao luôn chưa? Rồi chưa kể hả? Ở nhà hả? Cơm nước quần áo giặt giũ tao làm cho mày hết. Rảnh rỗi quá đi. Hả? Mày nghĩ mày đi ở nhà trời nắng chang chang mày dẫn tụi nhỏ đi. Mày đi được lắm hả? Đi được lắm hả? Hôm nay được nước tao lên đây tao đập mày. Tao đập mày cho mày vô cái thói đó. Ở nhà lớn thành chân lên là nào quần á tao giặt cho mà cứ la hả? Nhiều khi đi làm về tiền cũng không đưa tao. Nhậu nhẹt về ói thay ói xỉn ói đó cũng tao lo. Lì cái mặt ra, nói ra lì cái mặt ra, bơ bơ và kêu giống Chí Tài, giống cái chỗ nào? Bà con lấy sớm này mắc gì phải cười. Vợ đến chồng với bên, mẹ đến chồng với tao đâu. Chị ơi, bữa nhà ảnh làm nhiều chuyện có lỗi lắm hả chị? Sao hôm nay chị diễn thiệt quá ha? Từng tiếng trang trát một. Đôi biết hiểu ý của chị, nhưng mà biết tại sao không cười không? Biết tại sao không cười không? Dạ không. Tại dữ. Tại dữ thiệt. Nếu chị nãy chị chỉ cần vậy thôi nè. Em chỉ chị để mai mốt chị thể hiện cho nó đúng, thấy không? Bây giờ chị đã là vợ rồi, dĩ nhiên là khi chị đánh chồng người ta sẽ mắc cười đúng không? Em xin phép anh Giang, anh Thành cho em được coi như là chồng em là con của em. Dạ. Em có 3 đứa con. Dạ. Chị đâu? Dạ con đi chung với chị ba. Tha mày. Đi đâu? Con đi chung với anh hai. Tao muốn mày nói như vậy. Chết mày mày với tao bữa nay. Ngắn gọn câu nữa đúng không? Mày chết mày với tao bữa nay. Bao nhiêu lâu rồi tao mới có dịp thoải mái như vậy. Mày là phải nằm xuống quýnh mới đã nư tao. Nằm xuống. Anh cứ nằm đi, anh cứ nằm đi. Nhậu hả mày? Bịt tiền hả? Giấu tiền hả mày? Thí dụ vậy, chị hiểu không? Nó cứ nhẹ mà chị cứ nhẹ nhàng. Tất cả những cái oán hận gì của chị dành cho ảnh bình thường chị cứ nói nhẹ nhàng. Bao nhiêu người ai cũng sẽ cười hết. Tại vì chị dữ thiệt. Cái ta con sẽ sợ sót trong chồng. Quýnh không đau quá trời. Đau không anh? Đau chứ. Không đau. Không đau phải không? Quýnh tiếp. Không đau. Tại ở nhà quýnh dữ hơn. Rồi mấy ba chú Thành với chú Giang mình về nè, mình hẹn lại mấy chú mùa sau nè. Bye ba chú Thành với ba chú Giang. Đây nè, xuống lại anh Thanh đây nè. Rồi để té nha. Dạo này mình có nhiều thí sinh đặc biệt lắm. Họ có những cái tiết mục để là ấn tượng sâu sắc. Vì thế anh phải giữ cái vững tâm lý. Tôi có chuẩn bị 3 chủ ở phòng mấy? Trời ơi chết. Sao làm giám khảo áp lực quá. Chú đừng hỏi để con đọc giới thiệu hướng cho. Chú hỏi con cũng không hiểu, mà mấy đứa này cũng không hiểu. Chú hỏi cái gì đâu. Có một vị huynh đệ là bảo là ê xuống núi đi. Đấy, có cái chương trình này hay lắm. Ê bữa chương trình gì không vui nè. Anh nói em tự giờ trở đi, đừng bao giờ đi thách thức danh hài nữa nha. Bây giờ các bạn thi tiếp ngừng lại ạ. Em đi 5 người mà hơi chịu đau tới đau đâu. Xuất sắc. Ủa cái gì? 100 triệu rồi hả? Trời ơi, 100 triệu rồi. Đây là những điều tôi đang chờ đợi. Giải thưởng đâu rồi? Bây giờ con muốn đi tìm. Đón xem tập 8 Thách thức danh hài mùa 5 phát sóng vào lúc 20h35 phút thứ Tư ngày 5 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7.